Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Lưu Phước Thịnh khiến fan ghen tị khi dựng hẳn banner in hình bạn gái. Một banner to với hình ảnh nữ chính trong MV đã được Lưu Phước Thịnh tự tay thực hiện và dựng lên vô cùng độc đáo ấn tượng. Ngay sau khi lên ngôi quán quân của The Remix Hòa Âm Ánh Sáng mùa thứ 2, Lưu Phước Thịnh không vội nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào các kế hoạch tiếp theo. Bên cạnh lịch diễn và phỏng vấn dày đặc, Lưu Phước Thịnh cũng đã tiến hành thực hiện MV cho bản hit mới nhất của mình, Cause I Love You. Lưu Phước Thịnh đúng chuẩn nam thần trong MV mới. MV Cause I Love You tiếp tục là sản phẩm mà Lưu Phước Thịnh kết hợp cùng ekip của đạo diễn trẻ Đinh Hạo Yên Thư. Sản phẩm này được lên kế hoạch và bắt tay vào việc ghi hình chỉ sau một ngày Lưu Phước Thịnh đăng quang tại The Remix. Lẽ ra, Lưu Phước Thịnh có thể nghỉ ngơi, nhưng trước tình cảm quá lớn của khán giả dành cho ca khúc này, nên nam ca sĩ sẽ quyết định tiến hành thực hiện MV trong thời gian nhanh nhất có thể. Lưu Phước Thịnh chia sẻ hài hước là anh đã bắt ép đạo diễn Yên Thư sau khi quay xong phải dựng chỉnh sửa thật nhanh để kịp ra mắt vào tầm giữa tháng 4 này. Và trước mắt, Lưu Phước Thịnh hé lộ teaser cùng một số hình ảnh hậu trường để dành tặng trước cho khán giả. MV Cause I Love You lần này được quay cả trong studio và khu vực ngoài trời tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Lưu Phước Thịnh cùng ekip đã dựng những set cảnh khác nhau trong studio rộng lớn để thực hiện những cảnh quay ấn tượng nhất. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng trổ tài chơi đàn piano đi luyện trong MV lần này. Song song đó, ở phần ngoại cảnh, theo ý tưởng, một banner to với hình ảnh nữ chính trong MV đã được Lưu Phước Thịnh tự tay thực hiện và dựng lên vô cùng độc đáo ấn tượng. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm thú vị nhất của MV Ghost I Love You, khiến người xem vô cùng tò mò để biết được nguyên nhân và câu chuyện cụ thể trong MV. Banner in hình bạn gái được Lưu Phước Thịnh để thật lớn ngoài trời,